Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 10 nè. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ sang một cái bài mới, đó là bài 11 vận chuyển các chất và màng sinh chất. Thì ở bữa trước chúng ta tìm hiểu cái màng sinh chất nó có một cái khả năng, đó là trao đổi chất với môi trường bên ngoài, nhưng mà nó có tính bán thấm. Có nghĩa là các cái chất ra vào màng sinh chất nó có cái khả năng đó là nó chọn lọc, chứ không phải tất cả đều được qua khỏi màng sinh chất. Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này. Thì ở đây chúng ta thấy là các cái chất qua màng sinh chất thì đương nhiên nó phải có một cái hình thức vận chuyển. Như vậy ở đây chúng ta tìm hiểu xem thử là có mấy cái cách vận chuyển các chất và màng sinh chất. Thì tìm hiểu trong cái bài 11 này chúng ta thấy nó có hai cách vận chuyển chủ yếu, đó là vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái phần một. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái cách vận chuyển thụ động trước. Thì bây giờ chúng ta phải nắm được cái khái niệm thế nào là vận chuyển thụ động cái đã, đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta thấy là vận chuyển thụ động là vận chuyển các cái chất và màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng lượng, thì người ta gọi đó là vận chuyển thụ động. Thì cái nguyên lý của cái cơ chế vận chuyển thụ động là gì? Thì bất kỳ một cái hình thức vận chuyển nào nó cũng có cái nguyên lý của nó. Thì ở đây chúng ta thấy là vận chuyển theo cơ chế vận chuyển thụ động, tức là nó theo cái nguyên lý khuếch tán. Khuếch tán là gì? Đó là các cái trường hợp, các cái chất nó sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, thì người ta gọi đây chính là hình thức khuếch tán. Như vậy các cái chất vận chuyển và những cái thành phần nào của màng tế bào thì đương nhiên là chúng ta thấy nó sẽ được vận chuyển qua cái lớp phospholipid này, vận chuyển qua các kênh protein này, vân vân. Như vậy vì sao những cái chất hòa tan trong lipid thì lại dễ dàng đi qua màng tế bào? Những cái chất tan trong lipid, ví dụ như là chúng ta tìm hiểu về các loại vitamin E này, rồi vitamin K này, vitamin BB này, đây là những cái chất tan trong lipid thì nó lại dễ dàng đi qua cái màng tế bào. Vì ở đây chúng ta thấy là màng tế bào nó được hình thành bởi một cái lớp kép phospholipid, cũng là một loại lipid, cho nên những cái chất nào mà tan trong lipid thì đương nhiên nó sẽ đi qua màng tế bào một cách dễ dàng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ở trên hình vẽ, đây là những cái phân tử phospholipid nó tạo nên này. Đấy, cái đầu mà ưa nước thì nó sẽ quay qua bên ngoài, còn cái đầu kỵ nước thì nó sẽ quay vào bên trong, và giữa chúng có những cái liên kết yếu mà dễ dàng có thể bẻ gãy rồi lại luân chuyển vị trí với nhau, cho nên người ta gọi màng tế bào là khảm động đó các em. Ra đây là những cái phân tử mà nó tan được ở trong lipid, thì đương nhiên là cái màng này cũng được cấu tạo bởi những phân tử phospholipid này, cho nên cái việc di chuyển nó ra là di chuyển một cách rất là dễ dàng, và người ta gọi đây chính là gì? Khuếch tán trực tiếp. Như vậy ở đây chúng ta thấy là có những cái chất được vận chuyển qua, những cái chất tan trong lipid thì đương nhiên qua dễ dàng, người ta gọi đó là khuếch tán trực tiếp. Ngoài ra nó còn có khuếch tán qua kênh. Ở đây chính là các phân tử protein, chứ nào người ta gọi đây là những protein xuyên màng, nó nằm ở trong cái màng sinh chất đó các em. Thì điều kiện để những cái chất mà vận chuyển qua được cái lớp phospholipid và đặc biệt là qua kênh nó là gì? Thì ở đây thứ nhất là chúng ta thấy là còn phải có sự chênh lệch nồng độ các chất. Nồng độ các chất ở đây bao gồm gì? Thứ nhất đó là nước. Nước thì ở cái thế nước, từ cái thế nước cao đến cái thế nước thấp, có nghĩa là nó sẽ thẩm thấu những cái phân tử nước từ bên ngoài. Nếu như cái phân tử nước từ bên ngoài mà lượng nước nhiều á thì nó sẽ thẩm thấu đi vào bên trong của tế bào. Người ta gọi đây là gì đây? Thế nước cao đến thế nước thấp, đặc biệt là những cái phân tử nước mà khuếch tán như thế này, người ta gọi đây là thẩm thấu. Cho nên chúng ta thấy là người ta hay bảo quản rau ở chợ đó các em, người ta hay vẩy nước lên phía trên để làm gì? Để cái lượng nước bên ngoài của các tế bào lá mà nó nhiều hơn thì nó sẽ đi từ nơi nhiều đến nơi ít, thì làm cho các cái tế bào lá không bị mất nước, và đương nhiên là nó sẽ tươi lâu hơn. Còn nếu chúng ta không vẩy nước thì với nhiệt độ môi trường ở bên ngoài thì đương nhiên nước từ bên trong tế bào nó sẽ thoát ra bên ngoài và làm cho rau trở nên là héo hơn. Thứ hai đó là qua kênh protein đặc biệt
Và các cái chất hòa tan này đương nhiên nó sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ độ thấp. Tiếp theo, protein vận chuyển thì đương nhiên sẽ có cấu trúc phù hợp với cái chất mà nó vận chuyển. Mỗi một loại protein hay còn gọi là một cái kênh á, thì nó chỉ vận chuyển được một số chất mà phù hợp với cấu trúc của nó thôi. Và đặc biệt là cả cái quá trình này thẩm thấu hay là thẩm tách này. Thẩm tách có nghĩa là tách khỏi những chất khác để protein nó đưa vào bên trong tế bào á, thì nó không tiêu tốn năng lượng. Như vậy cái tốc độ khuếch tán của các chất nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì ở đây chúng ta thấy thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường. Nhiệt độ mà càng cao á, thì sự khuếch tán nó diễn ra càng nhanh. Thứ hai đó là sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ở bên ngoài màng tế bào. Rồi những cái tính chất lý hóa của các chất đó như là tan trong nước hay là tan trong dầu này. Tan trong dầu thì đương nhiên là ra qua khỏi cái màng tế bào rất là dễ dàng này. Rồi phân cực hay là không phân cực này. Rồi cái kích thước của nó là lớn hay là kích thước nhỏ này, thì đều làm cho cái tốc độ khuếch tán của các chất đó nó có thể diễn ra nhanh hoặc là chậm. Chúng ta có thể giải thích một số hiện tượng ở trong thực tế, như là tại sao khi da ếch khô á thì ếch nó sẽ bị chết. Chúng ta biết là ếch là có đời sống là vừa ở cạn vừa ở nước, có nghĩa là nó sống ở những nơi ẩm ướt và da nó luôn luôn là ẩm. Như vậy khi chúng ta biết là khi mà các cái tế bào da mà nó bị mất nước á, khô nước ở bên ngoài á, thì đương nhiên là da của nó sẽ bị gì? Họ bị teo lại. Bởi vì ví dụ như bên ngoài của da ếch mà nó không có nước, nó không được ẩm, nó không có cái lớp ẩm phủ lên nó, thì nước từ bên trong nó nhiều hơn, nó sẽ thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho các tế bào da này bị mất nước, cho nên nó bị teo lại. Mà khi nó teo lại rồi thì khí oxy ở trong không khí nó không có đi qua được da. Và đương nhiên là ếch nó hô hấp qua da, mà giờ oxy không qua được thì đương nhiên là thiếu oxy và nó sẽ bị chết. Ở đây chúng ta tìm hiểu sang một cái yếu tố nữa, đó là các loại môi trường đẳng trương, ưu trương và nhược trương. Như vậy môi trường ưu trương là gì? Đó là môi trường tế bào mà ở bên trong á, nồng độ các chất tan ở bên ngoài màng tế bào cao hơn ở bên trong tế bào. Như vậy thì cái việc thẩm thấu và thẩm tách nó dễ dàng, đúng không? Bởi vì chúng ta biết theo cơ chế thụ động thì không có cần tiêu tốn năng lượng của tế bào, mà các chất tan nó sẽ đi ở từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Như vậy môi trường ưu trương là một trong những môi trường tốt nhất dành cho tế bào. Tiếp theo đó là môi trường đẳng trương, đó là nồng độ các chất tan ngoài màng tế bào và trong màng tế bào thì bằng nhau. Cho nên lúc này mà những chất từ bên ngoài muốn đi vào bên trong thì đương nhiên không thể nào đi theo cái cơ chế thụ động được, mà phải đi theo cái cơ chế chủ động. Lát nữa chúng ta tìm hiểu về phần này sau. Tiếp theo là cái môi trường nhược trương, đó là nồng độ các chất tan ở bên ngoài tế bào nó sẽ thấp hơn ở bên trong tế bào. Đây là một cái môi trường không có thuận lợi cho sự hoạt động của tế bào. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ kết luận lại ở cái phần này một xíu, đúng chưa? Các chất được vận chuyển qua màng tế bào bằng cách nào? Thì đương nhiên đó là thứ nhất, đó là nó có thể khuếch tán trực tiếp qua cái lớp phospholipid kép, gồm các chất như là các chất không tan, không phân cực này. Các chất có kích thước nhỏ như là những phân tử CO2, phân tử oxy này. Rồi khuếch tán qua kênh protein xuyên màng thì bao gồm những cái chất phân cực có kích thước lớn thì sẽ được những cái protein này nó vận chuyển qua màng tế bào như là các phân tử glucid. Rồi khuếch tán qua kênh protein đặc hiệu theo cơ chế thẩm thấu đó chính là các phân tử nước. Lúc nãy cô nói nếu như cái môi trường nhược trương mà tế bào muốn lấy các chất từ bên ngoài vào thì đương nhiên không thể theo cái cơ chế thụ động được, mà chúng ta còn có thêm một cái cơ chế nữa, người ta gọi đó là cơ chế vận chuyển chủ động. Như vậy bây giờ chúng ta hiểu như thế nào là cơ chế vận chuyển chủ động. Thì đây chúng ta nắm cái khái niệm này trước. Thì ở đây chúng ta thấy là vận chuyển chủ động là vận chuyển các chất ngược chiều gradient. Gradient ở đây có nghĩa là gradient nồng độ. Đương nhiên là nó ngược chiều từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Và cần phải có sự tham gia của năng lượng trong tế bào, đó chính là năng lượng ATP. Và chúng ta nhớ là năng lượng này được tạo ra ở ti thể. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái đặc điểm của các cái chất được vận chuyển.
Như vậy những cái chất mà muốn được vận chuyển chủ động qua màng tế bào thì đó là những cái chất mà tế bào nó cần này, vận chuyển từ bên ngoài vào bên trong này. Những cái chất độc hại từ bên trong tế bào sẽ được vận chuyển ra bên ngoài. Rồi những cái chất có kích thước lớn hơn cái lỗ màng thì đương nhiên phải cần một cái cơ chế chủ động để đưa nó vào bên trong tế bào, hoặc là từ tế bào đưa ra. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái điều kiện để vận chuyển chủ động là gì. Đó là chất tan nó sẽ đi từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Ở đây chúng ta thấy bao gồm các chất như là các axit amin này, các cái ion khoáng như là canxi, natri, kali, canxi 2 cộng được em. Và đương nhiên là nó phải cần có gì? Cần có những cái kênh protein màng hoặc là những cái bơm đặc chủng. Và điều quan trọng nhất đó là nó tiêu tốn năng lượng của tế bào. Như vậy ở đây chúng ta khẳng định lại một câu, thế nào là vận chuyển chủ động? Thì đây là cái phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ các chất tan cao, và đặc biệt là cần phải có sự tham gia của năng lượng ATP. Như vậy đây, bây giờ chúng ta sẽ so sánh một xíu, bởi vì chúng ta đã học vận chuyển thụ động rồi đúng không? Học vận chuyển chủ động rồi thì bây giờ chúng ta so sánh hai cái chất này. So sánh hai cái hình thức này. Thì ở đây chúng ta thấy là cả vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động thì nó đều vận chuyển các chất qua lại màng tế bào. Có nghĩa là vận chuyển những chất từ bên trong tế bào ra bên ngoài, và ngược lại vận chuyển những chất từ bên ngoài vào bên trong. Thì ở đây chúng ta thấy có sự khác nhau cơ bản như sau. Thứ nhất là về hình thức vận chuyển thụ động thì nó vận chuyển theo nguyên lý là khuếch tán cùng chiều với gradient nồng độ. Nhưng mà vận chuyển chủ động thì nó lại vận chuyển chất ngược chiều với gradient nồng độ. Bên thụ động thì không tiêu tốn năng lượng, nhưng mà bên chủ động thì tiêu tốn năng lượng, đó là năng lượng ATP của tế bào. Bên thụ động thì các cái chất được vận chuyển qua màng phospholipid, kênh protein. Còn đối với bên chủ động thì vận chuyển các cái chất chủ yếu được vận chuyển qua kênh protein và các cái bơm đặc chủng. Còn thụ động thì những cái chất này thường có kích thước là nhỏ hơn lỗ màng. Còn những cái chất mà được vận chuyển theo con đường vận chuyển chủ động thì các cái chất có kích thước là lớn hơn lỗ màng. Như vậy là chúng ta đã so sánh xong giữa sự giống nhau và khác nhau giữa hình thức vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động qua màng tế bào. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo nha. Chúng ta tìm hiểu về cái nội dung tiếp theo, đó là nhập bào và xuất bào. Như vậy nhập bào là gì? Nhập bào là màng tế bào biến dạng để lấy các cái chất hữu cơ có kích thước lớn, người ta gọi ra là hình thức thực bào. Giống như chương trình sinh học 8 chúng ta đã học ở các cái tế bào bạch cầu mà nó nuốt các vi khuẩn bằng hình thức thực bào đó các em. Bằng bạch cầu mono ấy, thấy chưa? Các cái đại thực bào đấy, đại bạch cầu đấy, hoặc là những cái giọt dịch nội ngoại bào, người ta gọi đây là hình thức ẩm bào. Ở trong sách giáo khoa hình 10.2 người ta nêu cho chúng ta đây là cái sơ đồ của quá trình thực bào và ẩm bào. Chúng ta thấy ở trên là thực bào này, đấy thấy chưa? Thực bào thì đương nhiên là cái màng tế bào nó sẽ bắt đầu biến dạng lởm vào để nó nuốt những cái vi khuẩn hoặc virus này, đấy chúng ta thấy này. Đấy, nuốt vào bên trong màng tế bào. Còn trường hợp này là ẩm bào là nó sẽ hình thành một cái túi để mà chứa cái dịch ở bên ngoài màng tế bào và để nó thu vào bên trong. Còn lại xuất bào là gì? Xuất bào thì đương nhiên là sự vận chuyển các chất ra khỏi tế bào và theo cách là ngược chiều với nhập bào. Như vậy nhập bào là lấy vào các cái chất có kích thước lớn từ bên ngoài vào tế bào. Còn xuất bào là đưa những chất có kích thước lớn từ bên trong tế bào đi ra phía bên ngoài nha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về một số cái câu hỏi mang tính chất củng cố nha. Một người hòa nước giải để tưới cây, có nghĩa là phân bón đó các em. Nhưng mà không hiểu tại sao sau khi tưới thì cây nó lại bị héo. Thì ở đây chúng ta có thể lý giải được là vì sao? Là vì cái lượng nước mà người ta hòa tan các cái chất tan ở trong nước giải thì nó ít. Chính vì nó ít cho nên là nồng độ các cái chất tan nó sẽ cao hơn. Và đương nhiên là nó ngăn cản sự hút nước của cây. Không những thế mà nước từ bên trong cây thì lại bị hút ngược trở ra bên ngoài. Cho nên là cây nó bị héo. Tại sao khi ta chỉ cái cọng rau muống và ngâm vào trong nước thì chúng lại bị cong ngược ra phía bên ngoài? Thì ở đây chúng ta thấy là
cái cọng rau muống á, thì ở phía cái biểu bì phía bên ngoài của cọng rau muống á, thì nó có cái lớp cutin, cho nên là ngăn không có cho nước nó thấm ngược vào bên trong tế bào. Nhưng ngược lại phía bên trong cọng rau muống thì nó lại không có lớp cutin này, cho nên khi chúng ta chỉ nó ra thì cái lớp bên trong nó sẽ tiếp xúc với nước và nó sẽ thẩm thấu nước qua cái màng tế bào vào bên trong, làm cho các tế bào ở bên trong nó căng lên. Và nó căng lên thì đương nhiên nó làm cho cái lớp bên trong nó dài hơn so với lớp tế bào biểu bì bên ngoài, cho nên kết quả là cọng rau muống nó cong ngược ra phía bên ngoài. Câu số 3 trong sách giáo khoa này các em: tại sao muốn giữ rau tươi thì ta phải thường xuyên vẩy nước vào rau? Thì đương nhiên khi chúng ta vẩy nước vào rau thì nước sẽ thẩm thấu vào trong tế bào, làm cho tế bào trương lên và khiến cho rau nó tươi, không bị héo. Nếu chúng ta không vẩy nước thì đương nhiên là nước từ trong tế bào nó sẽ thẩm thấu ngược trở ra bên ngoài, và khi tế bào mất nước thì đương nhiên nó xẹp xuống và làm cho rau nó héo đi như thế nào. Câu số 4: khi tiến hành ẩm bào thì làm thế nào tế bào có thể chọn được các cái chất cần thiết cho trong hàng loạt các cái chất ở xung quanh để mà nó đưa vào tế bào? Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà tiến hành ẩm bào á, thì tế bào nó có thể chọn được các cái chất cần thiết trong số hàng loạt các chất ở xung quanh để đưa vào tế bào là nhờ các cái thụ thể đặc hiệu ở trên màng sinh chất. Nó nhận biết được những cái chất đó để mà nó ẩm bào. Còn những chất không cần thiết thì đương nhiên nó sẽ không tiến hành ẩm bào. Rồi, như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Nếu mà có chỗ nào mà thắc mắc á, thì các bạn cứ comment ở dưới thì cô sẽ giải đáp cho các em nha. Chúc các em học tốt. Hãy nhớ like và share cái bài giảng của cô đến những bạn khác để chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé. Để giúp cho kênh của thầy cô được phát triển hơn này, thầy cô có động lực làm nhiều video hơn theo cho các em đến hết cấp 3 luôn. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các em.